Thông tin liên quan vụ quân nhân Nguyễn Văn Thiện ở Gia Lai tử vong. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân là do chiến sĩ tự té ngã, xuất huyết não. Ngày 1 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp thông báo thông tin về trường hợp một chiến sĩ tử vong trong đơn vị. Tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5, Viện Kiểm sát khu vực 52 đóng tại Gia Lai, phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc điều tra vụ chiến sĩ Nguyễn Văn Thiện, tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991 tử vong hôm 29 tháng 11. Theo thông cáo, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 11, chiến sĩ Nguyễn Văn Thiện đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thiện đi về phòng nghỉ đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày. Thiện có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thiện tử vong. Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo cho gia đình và địa phương. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 5, Quân khu 5, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Văn Lâm là cha đẻ và ông Nguyễn Văn Thành Nghĩa là chú ruột của nạn nhân. Ông Phạm Việt Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa An, huyện Cơ Bang, tiến hành khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm được tiến hành công khai dưới sự chứng kiến của các thành phần nêu trên. Sau khi khám nghiệm, cơ quan pháp luật đã thông báo bằng biên bản. Tất cả cùng nghe và ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai ghi rõ, nhận định ban đầu của cơ quan pháp luật nguyên nhân đồng chí Nguyễn Văn Thiện tử vong là do tự té ngã và xuất huyết não. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết bầm do vết mổ trên thi thể đồng chí Nguyễn Văn Thiện là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát hay đánh nhau. Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể đồng chí Thiện về thôn 2 xã Nghĩa An, huyện Cơ Bang lúc 12 giờ 25 phút ngày 30 tháng 11 để làm thủ tục mai táng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tích cực phối hợp với gia đình và địa phương giải quyết chế độ theo chính. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về nguyên nhân quân nhân Nguyễn Văn Thiện ở Gia Lai tử vong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.